Bà Tân Vlog là một trong những kênh YouTube có lượng tương tác tăng nhanh nhất trong cộng đồng YouTuber Việt Nam những ngày nay. Chỉ sau 2 tuần đăng tải clip, bà Tân Vlog đã đạt gần 1 triệu người theo dõi. Vậy bà Tân Vlog là ai mà lại có sức hút lớn đến vậy? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Bà Tân Vlog là ai mà cộng đồng YouTube Việt Nam liên tục nhắc tới trong ngưỡng mộ? Bà Tân Vlog là một trong những kênh YouTube có lượng tương tác tăng nhanh nhất trong cộng đồng YouTuber Việt Nam những ngày nay. Chỉ sau 2 tuần đăng tải clip, bà Tân Vlog đã đạt hơn 700.000 người theo dõi. Như đã thông tin, bà Tân Vlog là kênh YouTube mới nổi, có lượt tương tác khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Chỉ sau 1 tuần ra mắt, bà Tân Vlog đã đạt mức hơn 200.000 người đăng ký với hơn 8 triệu lượt xem video. Đến nay, sau 2 tuần đăng tải clip trên nền tảng mạng xã hội này, bà Tân Vlog đã có hơn 700.000 người đăng ký theo dõi và đạt gần 30 triệu lượt xem. Các clip của bà Tân Vlog đều được dàn dựng khá đơn giản, tự nhiên với các chủ đề làm đồ ăn. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của kênh YouTube này đó là những món đồ mà bà Tân làm đều là những món ăn khổng lồ với số lượng khủng, như làm cốc trà sữa khổng lồ 60 lít, nướng 200 cái xúc xích cay, làm thau hoa quả dầm khổng lồ. Các clip của bà Tân đều gây ấn tượng mạnh với người xem bằng câu chào vô cùng thân thiện, chân chất ngay đầu clip. Bà chào các cháu nhá, và dường như câu nói bà chào các cháu quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy câu nói đó, chắc chắn người xem YouTube sẽ nghĩ ngay đến bà Tân với những mâm đồ ăn khổng lồ, hấp dẫn. Vậy quê bà Tân Vlog ở đâu? Giới thiệu trên kênh YouTube, bà Tân cho biết năm nay bà đã 58 tuổi, tức bà sinh năm 1961. Con trai của bà chính là YouTuber nổi tiếng Hưng Vlog. Từng chia sẻ trong các clip, bà Tân tiết lộ bà hiện đang sống ở Bắc Giang. Mới đây, bà Tân Vlog đã phát triển thêm kênh Bà Tân TV. Mặc dù chưa đăng tải clip nào lên kênh mới, nhưng Bà Tân TV đã thu hút gần 55.000 người đăng ký theo dõi. Sự phổ biến nhanh chóng của kênh Bà Tân Vlog đã khiến không ít YouTuber và Facebooker phải bất ngờ. Mới đây, streamer Quang Quấn, một trong những streamer có hàng triệu lượt theo dõi, cũng phải công nhận sự phủ sóng dày đặc của Bà Tân Vlog những ngày gần đây. Tại sao Bà Tân Vlog lại nổi lên nhanh chóng? Sở dĩ kênh Bà Tân Vlog có thể phủ sóng nhanh chóng là có sự hỗ trợ tích cực từ con trai bà Hưng Vlog. Hưng Vlog cũng là một trong những kênh YouTube triệu view, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng mạng bởi những video clip nói về cuộc sống thường ngày. Trước đây, bà Tân thường xuyên xuất hiện trong một số video của con trai. Nhưng gần đây, bà đã chính thức lập kênh riêng và được con trai hỗ trợ trong việc giới thiệu, chia sẻ. Và cũng vì vậy, tốc độ lan tỏa thu hút người xem của kênh YouTube bà Tân cũng nhờ đó mà bứt phá mạnh mẽ. Facebook của bà Tân cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Cũng chỉ sau 2 tuần, fanpage của bà thu hút hơn 150.000 lượt người thích. Các bài đăng của bà Tân Vlog cũng nhận hàng chục nghìn lượt thích, hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Không phải một hot girl, hot boy hay ngôi sao hạng ảo của showbiz, người nông dân thực thụ có tên bà Tân đang là nhân vật làm mưa làm gió trên mạng xã hội khi sở hữu kênh YouTube riêng có tới hơn 700.000 lượt đăng ký chỉ sau 2 tuần thành lập, với nội dung là nấu những món ăn bình thường với kích thước khổng lồ. Bà Tân Vlog, câu chuyện nông dân làm YouTube và đổi đời nhờ công nghệ. Chắc chắn với những ai thường xuyên theo dõi tin tức cộng đồng mạng nhiều ngày qua, đều sẽ một lần nghe qua hoặc xem video của nhân vật có tên là bà Tân. Với câu nói mở đầu quen thuộc, xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog, với chất giọng rất mạnh mẽ. Tiếp sau đó là màn giới thiệu những món ăn và nguyên liệu để chế biến với số lượng khủng, khiến nhiều người phải ám ảnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính sự giản dị mộc mạc trong cách diễn đạt và sự độc đáo trong các món ăn bà Tân chế biến mà các video của người phụ nữ này thu về số view khủng trên YouTube. Kênh YouTube riêng của bà Tân hiện đang có hơn 630.000 lượt đăng ký chỉ sau khoảng 2 tuần thành lập và đăng tải 18 video. Mỗi video của bà Tân đều có trên 1 triệu lượt xem và số liệu này tăng nhanh chóng mặt theo từng ngày. Những con số mà một người phụ nữ tưởng chừng như vô danh, thuần nông làm ruộng bình thường ở một vùng quê miền Bắc có được khi lấn sân sang làm YouTube khiến nhiều người phải trầm trồ. Ngay cả những YouTuber trong ngành cũng chia sẻ rằng số người đăng ký và view kênh của bà Tân là điều mà họ mơ ước vì không dễ dàng đạt được. Có thể nói trong thời đại công nghệ 4.0, thế giới phẳng và con người ta được tiếp cận với những công nghệ mới, hiện đại nhất thì việc một người nông dân như bà Tân làm quen và sử dụng YouTube cũng không có gì lạ lẫm. Tuy nhiên để tạo ra nội dung và thu hút sự chú ý đặc biệt cũng như kiếm ra tiền từ YouTube như bà Tân không phải ai cũng làm được. Một người làm nghề thuần nông đã biến hóa để theo đuổi kịp dòng chảy hiện đại, bắt kịp và tận dụng được xu thế như bà Tân quả thực có nhiều điều để bàn đến. Ở độ tuổi 58 với sở thích nấu ăn, bà Tân kiếm ra được bội tiền nhờ niềm yêu thích của mình thông qua YouTube. Nếu nói việc nhẹ lương cao thì cũng không phải, vì bà Tân cũng phải vất vả nấu nướng, chuẩn bị đồ để tạo ra những món ăn với số lượng lớn. Nhưng nếu để công nhận bà Tân là một YouTuber thì cũng không hẳn là như vậy.
Sự phát lên bất ngờ của bà Tân cũng có thể được lý giải từ một nguyên nhân, đó là cậu con trai của bà. Người thường xuyên xuất hiện trong các video nấu nướng của bà Tân là Hưng Vlog, một nhân vật cũng nổi không kém trên YouTube với lượt đăng ký kênh lên đến hơn 1 triệu lượt. Chính vì vậy, khi mẹ lập kênh riêng, Hưng Vlog cũng góp một phần không nhỏ để kênh YouTube bà Tân Vlog đạt được số lượng đăng ký lớn trong thời gian ngắn. Trào lưu làm video theo dạng nông thôn, cuộc sống dân dã, nấu nướng rồi đăng lên YouTube không còn là điều quá xa lạ ở thời điểm hiện tại. Có lẽ người ta hơn nhau ở cách làm sao để tạo ra được điểm khác biệt, sự hấp dẫn, thú vị theo nhiều cách mà thôi. Trào lưu sôi nổi của các ông bà vùng quê cùng nhau làm YouTuber đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và tò mò những ngày gần đây. Đặc biệt nhất là trường hợp của kênh bà Tân Vlog với thành tích khổng lồ đạt được dù chỉ mới bắt đầu đăng video 2 tuần trở lại đây, đủ sức để khiến nhiều người thật sự cúi đầu khâm phục. Rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, liệu kiếm tiền trên YouTube có dễ như chơi? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu câu trả lời ngay bây giờ nhé! Các cụ nông dân thi nhau debut làm YouTube, phải chăng kiếm tiền trên đó dễ như chơi? Điều này vô tình đã ra nhiều câu hỏi cho cư dân mạng. Phải chăng YouTube là mỏ vàng, vớ bở cho bất cứ ai, hay kiếm tiền trên đó dễ đến nỗi đủ để các ông các bà vẫn đột nhiên sung sức trở lại nghe theo tiếng gọi đam mê làm giàu? Muốn biết độ khó dễ khi vượt đỉnh YouTube cao đến đâu? Có rất nhiều thứ chúng ta cần làm quen trước khi thực sự bước chân vào sân chơi này, từ đó tự tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Theo giới chuyên gia, có 3 yếu tố chính sẽ gây ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận kiếm được từ YouTube của một kênh. Thứ nhất là CPM và CPC. Đây là hai khái niệm cơ bản và phổ biến nhất cần hiểu rõ trước khi bắt tay vào làm YouTube một cách nghiêm túc. CPM, giá tiền trả cho mỗi 1.000 view khán giả xem quảng cáo đính kèm video. Những view này phải dài hơn 30 giây khi xem quảng cáo đó mới được tính, thường áp dụng cho loại quảng cáo hiện lên ngay đầu video. Thứ hai là CPC. Giá tiền trả theo mỗi lần khán giả thấy hấp dẫn đủ để xem và click vào quảng cáo tới trang gốc giới thiệu sản phẩm. Đây là hình thức có mặt lâu đời hơn CPM. Trên cùng một kênh, cả CPM và CPC có thể được áp dụng song song tùy video cũng như chủ đề hợp tác của YouTube và các thương hiệu. Sau cùng sẽ tổng hợp lại để chia lợi nhuận cho chủ kênh. Mức CPM và CPC dao động khác nhau ở từng quốc gia, từng khu vực, từng chủ đề và nội dung liên quan tới video. Hiện tại, Việt Nam không phải là một nước được YouTube chọn và tối ưu hóa mức CPM và CPC cao, thậm chí thấp hơn cả chục lần so với nhiều quốc gia hot khác. Vì thế, một số YouTuber đã quyết tâm chuyển sang làm nội dung tiếng Anh, quốc tế để thu hút người xem nước ngoài, tăng lợi nhuận thu về cho kênh của mình. Thứ hai, mức độ chia lợi nhuận với YouTube ảnh hưởng từ số sub. Nói một cách dễ hiểu, nếu bạn là một chủ kênh có quyền bật kiếm tiền, video của bạn sẽ được đính kèm quảng cáo từ các thương hiệu hợp tác và ăn lợi nhuận tương ứng. Tuy nhiên, YouTube ở đây sẽ đóng vai trò trung gian, cung cấp mọi thứ cho bạn đăng video và cho thương hiệu kia tìm đến. Vì thế, họ sẽ ăn một phần giá trị thu được. 45% tổng số tiền quảng cáo sẽ được YouTube giữ, còn lại 55% thuộc về túi tiền chủ kênh. Vì vậy, đừng vội mờ mắt vì những con số màu hồng được ai đó vẽ ra ở thời điểm mới học việc ban đầu, vì có thể họ chưa kịp trừ đi phân nửa số tiền phải chia cho YouTube mà thôi. Theo ước tính trung bình, sẽ có ít nhất 10% số subscriber của kênh luôn luôn trung thành và xem video chăm chỉ. 15% số subscriber thường xem đủ ít nhất 30 giây quảng cáo. Vì thế, tổng lượng sub càng lớn thì các con số chắc nịch này càng cao, giúp cho CPM và CPC hay rộng ra là lương cứng của chủ kênh nhận được từ YouTube cũng ổn định và ngon ăn hơn. Thứ ba, các nguồn thu nhập phụ. Không chỉ đính quảng cáo và nhận tiền hợp tác trực tiếp từ YouTube, vẫn còn nhiều cách để các YouTuber tự gây dựng nguồn thu nhập phụ cho chính bản thân mình, tối đa hóa lợi ích thu được từ kênh. Bán hàng cá nhân. Nếu bạn có hơn 10.000 sub và cũng quản lý một cửa hàng kinh doanh khác bên ngoài liên quan đến chính nội dung làm video của mình, YouTube sẽ cho phép hiển thị trình mua bán hàng hóa lên kênh, cũng phải hợp lệ qua kiểm duyệt. Nói cách khác, đây đơn thuần là công cụ, tạo điều kiện cho bạn tự quảng cáo thương hiệu của chính mình và tự kiếm thêm thu nhập, chứ YouTube không chủ động trả tiền cho bạn từ những sản phẩm này. Hội viên, fan cứng của kênh. Khác với quảng cáo, tính năng kiếm tiền này chỉ được bật khi thỏa mãn được điều kiện có hơn 30.000 sub. Khi đó, khán giả có thể lựa chọn trả tiền để làm hội viên thân thiết của kênh, được hưởng thêm một số quyền lợi như huy hiệu cạnh tên tài khoản, comment có emoji riêng, một số ưu tiên về nội dung của kênh. YouTube Premium. Cách thức này cũng là một đặc quyền dành cho khán giả vì họ sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ quảng cáo nào. Được phép tải video về xem offline nếu đã trả phí đăng ký gói Premium. Tuy nhiên, chủ kênh cần sống ở quốc gia được hỗ trợ
hiện chưa có ở Việt Nam và được YouTube đánh giá hợp lệ đủ tiềm năng để thu hút fan đăng ký Premium. Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta cáo già tới đâu, tạo ra được nhiều nguồn lợi nhuận lớn tới mức nào, mà là việc đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cộng đồng do YouTube đặt ra. Nếu yêu cầu cơ bản đó cũng chưa thể thỏa mãn, tất cả những thứ khác chỉ là vô nghĩa, không bao giờ có thể thực hiện hóa giấc mơ làm giàu từ YouTube của mỗi người. Nhìn chung, YouTube là một thế giới ảo phức tạp và làm YouTuber cũng không hề dễ dàng như nhiều người tưởng để có thể khiến tiền bạc đổ vào túi như nước sông hồ. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký và biểu tượng cái chuông bên dưới để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!